Cẩm Tú Cầu là một cái tên rất quen thuộc đối với các du khách khi đến Đà Lạt. Và ở đây hiện có rất nhiều vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Những vườn hoa Cẩm Tú Cầu lớn nhất và có hoa nở to và đẹp nhất ở Đà Lạt hiện nay giúp bạn có thể đến tham quan là vườn hoa đường Hầm Đất Sét, vườn hoa công viên Trần Phú, cánh đồng hoa khu vực Lạc Dương. Để vào vườn tham quan, du khách mua vé vào cổng với mức phí là 15.000 đồng một người. Có thể nói vườn hoa Cẩm Tú Cầu là một trong những thánh địa sống ảo của du khách khi đến dưới Đà Lạt. Cẩm Tú Cầu hay được người ta gọi với cái tên gọi khác đó chính là Dương Cẩm Cầu. Loài hoa này bắt nguồn từ châu Á và châu Mỹ. Điểm đặc biệt của loài hoa này đó chính là nếu được trồng tại Đà Lạt thì hoa sẽ nở rất to và đẹp. Đây là một trong những loài hoa nhạy cảm nhất, bởi lẽ màu sắc của nó khá đặc biệt. Nó sẽ biến đổi theo từng điều kiện sống và điều kiện dùng miệng khác nhau. Và điều thú vị của loài hoa này là biểu tượng cho cung bậc cảm xúc tình yêu. Từng cánh hoa nhỏ trắng tinh kết hợp tạo thành bông lớn vô cùng dịu dàng, e lệ trước làn sương sớm mai. Nguồn gốc của loài hoa này còn gắn với câu chuyện của một vị hoàng đế ở đất nước Nhật Bản. Vì mắc lỗi với người phụ nữ mình yêu thương, muốn xin lỗi nhưng không biết làm thế nào, vị hoàng đế này đã mang những đóa hoa tươi thắm nhất mang tặng người phụ nữ mà ông yêu thương để thay cho lời xin lỗi chân thành. Ngày nay loài hoa này còn tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng và cao đẹp. Nếu nói màu hồng biểu tượng của tình yêu, sự lãng mạn, thì màu sắc của Cẩm Tú Cầu bày tỏ sự hối tiếc và sự khẩn thiết chân thành xin tha thứ đối với một ai đó khi mắc lỗi. Ngoài ra còn một màu khá đặc biệt của loài hoa này trong chu kỳ nở rộ, đó chính là gam màu xanh. Gam màu của loài hoa này thay cho những lời chúc tốt đẹp và sự nguyện cầu may mắn, niềm tin hy vọng trong cuộc sống.